Các con thân mến, ngày hôm nay bà sẽ huấn luyện cho các con võ thuật để con phòng thân, con đánh kẻ xấu. Bây giờ cha con mình bắt đầu tập nha. Tay trái đánh ngang, tay phải quánh ngang, móc lên thủ thế hai bên đối đầu. Hey! Hey! Thôi nghỉ. Chắc nhảy tới nhảy lui tới sáng quá. Chơi gì vui vậy? Tụi con đang chơi đấu cái này. Vừa đó. Tụi con cho chú chơi với được không? Được. Bây giờ hai con sẽ là hai võ sĩ. Vậy còn tụi con vô giải gì ba? Đừng đóng cái giày này lớn lắm. Giải gì ba vui? Màu cát. Mùa hè này Bảo Mẫu Siêu Quẩy sẽ trở lại. Anh chúng có vui không? Không có vui. Bảo Mẫu Siêu Quẩy 2. Chơi mà không có vui, bực bội.